Giúp con rác cho mẹ đi. Dơ, dục đi. Dục vô thùng rác đi. Dục cái thùng rác cho mẹ đi. Đúng rồi. Bỏ vô. Rồi đóng lại. Giỏi quá, vỗ tay đi. Vỗ tay. Cái gì vậy? Hết rồi con. Hết rác rồi. Hết rồi. Dữ làm sao? Chị trò dữ làm sao?